cá màu tươi ghê không? Cạo sạch sẽ rồi giờ nó ráo nước, rồi giờ là mình cho nó vào thau ướp muối lại. Đó là mua cá tươi vậy? Ờ, mua cá tươi. Cá tươi về mình mặn. Chú kêu chú, chú đúng mua đồ mua khô mà, cái gà ai bán nào mua? Đúng rồi, ai bán nào mua. Mua cá này là làm ngon hơn, nó biết được cá tươi, nhiều khi người ta làm khô cá mà nó chết. Mà đừng mua làm gì cực công. Nhưng mà nó ngon. Ủa, đánh dễ từ con này xỉu luôn. Ừ, cạo dễ từ con. Cái bắt đầu xong giờ là bắt đầu mình ướp, bắt đầu mình mơi phơi được rồi. Mơi đem vô phơi, ướp cho nó thấm á. Muối sương sương thấy nhiều quá mặn. Ừ, nhiều rồi. Như muối là được. Ủa, ít quá sợ nó chú bảo quản không được á. Được không? Ít muối sợ chú bảo quản không được á. Mặn mặn nó quá rửa lại ăn ha. Hơi hơi thôi, đừng mặn quá mặn chú bị gì ấy. Mình rửa lại được. Mà để lâu thì được. Chắc ừ. Nhiều đây chú ăn cũng không lâu đâu. Không ăn lâu lắm chứ không lâu lắm. Ừ, chú ăn không có hao đồ ăn. Trời chủ có tha thôi chứ chủ không tha thì nhanh. Chủ ăn lâu. Có miếng gì nữa à? Cho thêm miếng ngọc yến cho nó thơm. Sợ tại không? Em sợ phơi để ướp tỏi nó bị ấy. Tỏi nó bị cháy ha. Chiên nó bị cháy. Ướp muối với này ha, thêm miếng ngọc yến cho nó thơm. Còn muối ướp dữ vậy ta? Không, có muối ngọc yến nhiều quá nó mặn. Nó muối chiên kìa. Thêm muối không? Sợ cái là chú bảo quản không được thôi chứ niêm mặn thì không ngon mà đều vừa ăn thì ngon mà sợ cái là bị hư á. Cái đấy lâu rồi à, mình mới chết một phải mình phơi thì dễ chú phơi ở đây đâu có đem về đây được. Phơi cái để vừa tủ lạnh ha. Ừ. Để trên ngăn đá chừng nào ăn lấy ăn đâu có hư hao đâu. Em thấy nó tươi như vậy nè. Phơi á. Mình ở đây phơi thì được, sợ nhiều khi mình không có nhà cái mất. Hôm nay giữ á. Cái đây chủ cống thôi. Chứ thôi đem ra cái xào đó. Ừ. Mình căng kẽm với mình phơi. Nhà mình tiêu cho nó thơm. Ừ. Rồi thôi làm đi. Nếu mà mình muối chiên á thì mình sẽ thêm tỏi, còn này mình sẽ phơi hải sản. Cực mặn này cực thế bà. Mình từ con từ con. Đúng rồi, cạo từ con mà. Phơi đâu đây? Ngoài hướng đó nắng quá kìa. Hướng bên lột. Ừ. Đó nắng mà đâu có để cái xào được. Nằm với nhiều ca dương tính COVID-19, vào chiều ngày 31 tháng 7 năm 2021 đã có thêm nhiều ca nghi nhiễm COVID-19. Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười quyết định phong tỏa thêm khu vực trên địa bàn thị trấn Nghi An. Cụ thể, khu vực từ khu lâm sản đến cầu kênh 25, số 3 thị trấn Nghi An và đường bờ tây kênh nhất, số 1 thị trấn Nghi An. Như vậy, trên địa bàn thị trấn Nghi An đã có 3 ổ dịch có khả năng lây lan rất cao. Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, yêu cầu người dân trên địa bàn thị trấn Mỹ An tuyệt đối không được ra ngoài để đảm bảo an toàn, trừ trường hợp thực sự rất cần thiết được ngành chức năng cho phép. Đặc biệt tại các khu vực phong tỏa và lân cận khu vực phong tỏa, thực hiện gia đình cách ly gia đình, không được ra ngoài, đồng thời thực hiện tốt các nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1063 về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội các tỉnh phía Nam theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày, kể từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 năm 2021. Chào quý vị. Hôm nay mình tiếp tục đem đồ ăn cho chú Năm. Chú ngủ rồi. Hết như gan chưa ngủ rồi. Thôi. Tưởng chú ngủ chứ. Xem ngủ hả? Anh ngủ không? Dạ. Ngủ không ngủ được. Không được hả? Con đem cho chú con cá cá luộc, ổ cá hấp. Ừ. Anh nói cho chú con cá luôn. Dạ. Anh nói không có chín cho chú con cá còn ngon. Nghe cho. Thanh nói không. Dạ. Chín với chè. Đâu? Cá nào đâu chú? Đó, con chảo. Ồ, câu dính cá bự dữ vậy hả? À, câu dính hai ba con rồi đó. Dạ, dạ rồi, có lý vậy? Đem cho chú hả? Ừ. Thanh đem xuống hay đem? Thanh đem Dũng với chú. Dũng sách hả? Ừ. Dũng sách xuống mình hả? Con Thanh đi theo không? Không có mình à, giờ mình không dám đầu đi, không dám đâu. Ủa, sau này chú hên dữ vậy? À. Rồi có ai mua gì cho chú đây ạ? À, cái thầy quán không đem cho đó. À, bên chùa hả? Cho qua cho được cái bọc này với mì hả chú? Cho mì với tôm, tôm luôn. Có bột ngọt đường gì không? À, có đường. Dạ. Rồi gì đồ bữa nay đồ ăn chú nhóc vậy? Dạ. Có chú qua mà không biết làm gì ăn nữa. Hai cháu qua không? Có làm gì ăn được không? Hai cháu qua chú không biết làm gì. Chú biết làm gì vậy? Chú
chú muốn ăn gì? Chứ qua không biết là làm gì hả? Để bỏ vô kho ăn cái làm gì hả? Chú muốn ăn thì nấu canh với xào thôi, hôm qua thì chỉ có nấu canh với xào thôi. Chú muốn ăn gì con là lấy đặng làm cho. Lấy về xào ếch cũng được, đặng còn ếch. Con lấy về ảnh tôi làm gì làm được không? Dạ. Để chú không biết làm gì ăn. Chú lấy dừa leo lại không? Lấy dừa leo lại ha. Leo nhiều quá, lại đi nhiều quá. Lấy dừa leo lại đặng chú ăn cho chấm kho đó. Cái này gì đặng kêu vợ làm cho chú cái gì ha? Xào hay gì đó. Xào hết canh gì đó. Rồi để chiến với ba nè. Dạ. Chiến với vừa có bà. Chiến ở bên trung tâm văn hóa, tại vì Chiến ở Long An mà ở chỗ dịch ra vô không được rồi nhà nước bắt ở trung tâm luôn. Ở trung tâm quá mà. Dạ bắt ở đó luôn không cho đi về. Tạm thời á, trong thời gian dịch á. Còn anh Phương thì cái đường xuống Đông Kiều đó là không mấy con nhớ nữa, không một hay gì á. Không một dính luôn rồi. Không một bây giờ đầu trên đầu khu lâm sản dính cả đống rồi. Bây giờ có một không cũng dính nữa. Quá trời nhiều rồi, quá trời nhiều ca rồi. Sao bữa nay chú Hên với Dũng đem đồ ăn xuống cho chú vậy ta? Thì cái chê đồng hồ cũng nói là Thanh câu dính cho cha nè. Nó câu dính mấy con rồi mà dính cái bự cái trời. Đem xuống cho cái gì hả? Nói giờ cha mình vô được. Cười cái gì vậy? Chú nói sao cha mình cho kho được cái cự về hả? À. Rồi chú mừng hay gì? Gan bằng tí chứ kho vậy cho mình. Nói với mượn cái kính coi giùm đó. Dạ, chiều qua. Chiều qua hả? Đem xuống chiều qua hả? Ừ. Rồi, coi chị Chính thì cũng đỡ quá. Mà mượn chị nào? Mượn chiều hả? Chiều tối rồi, năm mấy, sáu giờ rồi. Vậy sáng chú ăn gì chưa? Ăn gì rồi? Ăn rồi, cháu ăn rồi. Cháu rồi hả? Cháu ăn cái gì? Cháu khô quẹt á. Rồi, ba cái nhức răng chú sao vậy? Bớt nhiều luôn. Bớt nhiều hả? Bớt luôn chưa? Dứt luôn chưa? Có bớt rồi đều có cái nhất nhất gì đó thôi phải không? Này chú tính mua này cũng đỡ con cái to cũ rồi không? To nào chú? To cũ tâm trí nè. To cũ tâm trí hả? Giờ mua này thì mình không mua thuốc lên máu còn mình không mua đó, mua thuốc kia thôi. Cái thuốc cái to đó là trị gì? Trị đầu nè, đầu uống đầu nè, dưới giò nè, trị cho những bệnh mình đó. To đó lớn lâu chưa? To này cũng mới khám đợt trước á. Mấy lần trước hen? Đợt trước rồi. Dạ. Chú là cái to mất là to nào? Thì không gài kiếm được nè. Giờ kiếm được á hen? Ừ. Rồi, vậy đây con. À, con đừng mua thuốc lên máu, còn thuốc lên máu nhiều lắm. Thì mua theo to đó thôi chứ có biết nào thuốc lên nào lên máu. Có dặn lên máu là không mua. Mà sao chú biết mà chú tách ra? Không có, nó bác sĩ á. Không có, mà sao chú biết mà chú lấy thuốc, chú biết thuốc lên máu phải không? Nói giờ nghĩ nó không lấy thuốc lên máu nó vậy, nó không biết hả? Này 27 tháng 5 luôn hả? 27 tháng 5 lâu rồi. Mà cái to này là cái to bữa hổm đưa con đi mua đó hen. Đầu tiên đó, rồi uống cái quả đó, uống nó hết giò. Sao hai tắm gì vậy? Có cái gì có. Ờ, tấm này chữ ký bác sĩ. Con nói không lấy thuốc lên máu kìa, biết rồi, trong đó nó dặn đây, trong đó có kia á. Nè, kêu khỏi lấy thuốc lên máu thôi hả, dặn vậy hả? Ừ. Rồi, trong đây con thấy gì, thuốc bổ, là vitamin không nè. Vitamin có dưới thứ dưới bara nè. Có thứ màu à. Còn mình không lấy cái đó cũng được. Trời ơi, phải lấy theo to chứ. Cái to thì dặn thuốc bổ mà. Vitamin uống tốt chứ. Rồi con mua cho chú mấy lần? Mua mấy ngày? Ủa mấy tuần? Tuần hả? Mua tuần thôi. Rồi thôi con về chú ơi. Dạ. Rồi chú để con đi chợ vô cái chỗ chú nói ha. Vô đó kiếm thử coi. Chú nào? Cái chỗ vô Ngọc Trang bên trên tay trái đó. Ờ kế bên đó bỏ một căn của mấy người làm việc đó. Người tới à? Dạ. Rồi bữa nay có được con rể đem đồ ăn xuống chắc phải có mời đó hết mừng quá. Rồi thôi con về chú ơi. Cảm ơn con. Dạ dạ. Thuốc kia là cái gì? Chào chú. Con chạy hầu như là giáp cái chợ luôn rồi đó mới có đó. Trời, mua đâu không có đâu hả? Con mua quên tên này.
mà quên cái cơ thể mày, nhưng mà vẫn chưa đúng 100%, là chỉ còn khác một loại là cái loại giảm đau á, chỉ có cái loại giảm đau là nó khác thôi, còn lại các thứ đều giống hết. Với lại chú bỏ ra một cái loại, chú đã bỏ ra một cái loại lên máu rồi, thì có nghĩa là còn bốn loại, còn bốn loại mà trong đây để con để đây đi, chú nằm đi, để đây đi xa xa đi, để cái to trong đây luôn nha. Phương ghé nè. Dạ. Phương ghé nè. Phương mới ghé hả? Ghé rồi. Nó chạy cho con không gặp. Dạ. Chạy nó kiếm con hả? Ừ. Con chạy lại một chỗ rồi phải chờ khoảng một chập. Cái vô coi không có, cái chạy vô khác ngồi chợ chập. Mà con làm giáp chợ luôn. Để này để có chỗ chú chỉ con, chú không có. Dạ, chỗ đó đóng cửa chân rồi. Cái chỗ đó đóng cửa hết. Rồi, bên kia đóng, ngon, đóng cửa sạch hết trơn. Chỉ còn có một số chỗ thôi, nhưng mà con đi tính ra cũng đâu khoảng gần 10 chỗ đó. 10 chỗ mấy chỗ mới có đâu, bảo đảm con. Thì có chỗ này là có nè. Thì có nghĩa là có không đủ, chỗ nào cũng có không đủ hết, nhưng mà con cố tình con đi thử coi có cho nó đúng của chúng 100% hết không. Nhưng mà cuối cùng vẫn không đúng 100%, là chỉ có khác một cái loại viên giảm đau. Giảm đau là khác thôi. Cảm ơn con. Dạ. Còn lại giống hết, nhưng mà trong đó nó có ghi sáng chiều gì từng dĩ đó nghe chú coi theo uống heo. Cái mình uống đó, nó, dạ, dạ. Nó ấy đó, dạ. Thì ở đây cái to nằm trong đây luôn rồi nè, cứ giữ cái to lại nha. Dạ. Chứ trong thời gian này là không có đi khám được, thì cố gắng chú giữ cái to lại, đừng có gì mua uống nha. Dạ, để thôi. Cái kia là chú uống không bớt luôn rồi phải không? Không bớt không, mua thuốc lạ là em mua. Dạ. Không nhầm vậy hả? Chỉ có hôm đó con mua về uống rồi nó êm á. Êm ha. Thì chuyện này người ta báo là đúng hết bốn loại, mà chỉ có khác loại giảm đau thôi đó. Ờ, không sao, có thứ một rồi. Dạ, giảm đau thì có nghĩa là cái giảm đau trong to là giảm đau mạnh, còn giảm đau này liều nhẹ hơn thôi. Dạ. Khác nhiều đó ta. Nó tăng lên, nó cũng tăng lên. Dạ, nhưng mà lấy cũng theo to luôn, nhưng mà cái thuốc kia nó mạnh hơn thuốc này. À. Dạ, này liều nhẹ hơn. Rồi chú ăn chưa chưa? Rồi, mới ăn rồi luôn. Mấy ngày sau rồi hả? Ông mua cho thì mua cho ăn gì? Dạ. Phương mua cho ông gì đó, ông gì cũng ông đi cũng tiêu, ông kiếm không được, ông đem qua đây chú ăn luôn. Đem cơm hả? Cơm á. À, mua cho chú vô gia cư hả? Ừ. Chú vô gia cư thì không gạo, ông đi mất tiêu rồi mà. Đi mất tiêu rồi, nghe bệnh chú quản hồn. Không biết ông đâu mà kiếm luôn nữa. Thì ông quá rồi, ông không được. Dạ, cứ gài tình hình căng quá chú ơi, gài tháng 10 mình có nhiều ca nhiễm mới quá, bây giờ nó không cho đi ra đường luôn đó. Ờ, không cho đi. Không cho đi luôn chứ không có nói là mua thuốc hay là lương thực gì nữa trơn, mà tại vì cần thiết quá gắn đi đại chứ. Thành ra một bữa chú ra nó sớm ngồi lắm, bây giờ đâu ra đợi nắng lên chú ra ngồi. Dạ. Bây giờ thuốc chú không có uống, chú bệnh gì gắn đi chứ không cho đi rồi đó. Không, không, không. Qua này mua thì mới nó mà không có. Không có đâu. Chỉ có giờ con còn chỗ nó lên chờ cũ mà. Chợ cũ con đi rồi, con đi giáp chợ cũ luôn rồi. Vậy à, chứ con lợi ông gì, bác sĩ con đi nãy giờ tiếng mấy hồ, mà có nhiêu phút đó chú tính đi, là con chạy bao nhiêu tiệm rồi. Thì lúc này rảnh thôi ông, chỉ biết con mấy chợ cũ thôi, mấy chỗ bác sĩ cũ rồi. Mà hiện tại là bây giờ chú bị đau ngay đùi phải không? Đây này. Dạ. Nhất hả? Nhất mà cũng đỡ hơn lúc trước. Rồi nãy chú ăn cơm xong chú uống thuốc chưa? Uống rồi. Uống rồi luôn hả? Uống thuốc cũ hả? Uống thuốc cũ mới chỉ giờ đỡ vậy. Rồi tưởng chưa uống thì lấy thuốc này uống thử coi sao. Ờ, lát chiều chú ăn uống nữa. Rồi, rồi. Chiều bắt đầu đổ qua thuốc này đi. Ờ, đổ nó đúng không? Rồi, nhớ giữ to nghe chú. Ờ, nhớ giữ to. Rồi thôi chú nghỉ ngơi đi con. Ừ, về. Cảm ơn con. Rồi, rồi. Mua được mấy túi gạo nè. Đi cho mấy phần cánh mà gần gũi này, chứ đi xa đi không được rồi. Cố gắng đi lắm mới cho được thôi. Chia sẻ với mình thôi. Rồi xin chào quý vị, thế xin chào các.